Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án. Ngày 27 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định ân giảm từ hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án. Chiều ngày 27 tháng 12, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, theo đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án có đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước. Việc Chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình theo bản án đã có hiệu lực pháp luật xuống tù chung thân cho các bị án thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, nhà nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho họ con đường được sống, ăn năn hối cải, phục thiện, cải tạo để có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng, xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.